Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức cho ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng tenly Yến. Số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Mở đầu là bản tin cho biết là Thủ tướng của Nhật Bản bất ngờ đến thăm Ukraine. Đài truyền hình quốc gia của Nhật Bản NHK cho hay, Thủ tướng Fumio Kishida đã đến thủ đô Kiev bằng con tàu hỏa trong ngày hôm nay, tiếp đón ông tại nhà ga có đại sứ Nhật Bản tại Ukraine, ông Kuninori Matsuda, cùng với các viên chức chính quyền của Kiev, bộ ngoại giao của nhật bản trước đó cho hay là thủ tướng kishida sẽ gặp gỡ với tổng thống zelensky tại kiev thứ trưởng ngoại giao của ukraine là imin djispa đã viết trên trang twitter rằng chuyến thăm lịch sử này là một dấu hiệu của sự đoàn kết và hợp tác giữa ukraine và nhật bản chúng tôi biết ơn nhật bản vì sự hỗ trợ và đóng góp mạnh mẽ cho chiến thắng của chúng tôi trong tương lai Quyết định tới Ukraine đã được ông Kishida đưa ra khá bất ngờ sau khi Thủ tướng Nhật Bản rời khỏi Ấn Độ, kết thúc chuyến thăm New Delhi hai ngày. Theo kế hoạch ban đầu, ông Kishida dự kiến sẽ rời Ấn Độ và về trở về Nhật Bản vào chiều ngày 21 tháng 3. Một phóng viên của đài NHK nói rằng ông Kishida đến Kiev bằng tàu hỏa và khởi hành từ thành phố Prismil ở Ba Lan. Với động thái nói trên, thì ông Kishida là lãnh đạo cuối cùng thuộc nhóm G7 đến thăm Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Theo thông tin xã Bloomberg, thì các lãnh đạo của Nhật Bản hiếm khi di chuyển đến những khu vực có rủi ro an ninh cao. Chuyến thăm Ukraine sẽ thể hiện rõ sự ủng hộ của Nhật Bản đối với chính quyền của ông Zelensky trong cuộc xung đột với Nga. Nhật Bản trước đó đã áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Nga và viện trợ thiết bị quân sự không sát thương cho Ukraine. Phần lớn công chúng Nhật Bản đã ủng hộ cho ông Kishida trong vấn đề này. Với kết quả của một cuộc khảo sát do chợt tờ Nikkei thực hiện từ ngày 7 cho đến ngày 10 tới tháng 2, cho thấy 66% người tham gia cho rằng Nhật Bản nên tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine ngay cả khi việc này tác động tiêu cực tới cuộc sống của họ. Sau các bản tin cho biết là hai nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc hội đàm chính thức tại Điện Cẩm Linh. Tổng thống xã TASS đưa tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 21 tháng 3 đã chính thức gặp gỡ cùng với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Điện Cẩm Linh. Cả hai đã bắt đầu một cuộc hội đàm chính thức tại Điện. Và trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào đón nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Cẩm Linh, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận thúc đẩy sự phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn của khu vực và thế giới, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trước đó vào ngày 20 tháng 3, nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nga đã có cuộc gặp không chính thức tại Điện Cẩm Linh. Trong ngày 21 tháng 3, chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc cũng đã hội kiến với Thủ tướng Nga ông Mikhail Mitsushin tại Mặt Tư Khoa. Ông Mitsushin cho biết rằng Nga muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác với Trung Quốc. Và để đáp lại, ông Tập Cận Bình mô tả Trung Quốc và Nga là hai quốc gia láng giềng cũng như là một đối tác chiến lực và Bắc Kinh sẽ ưu tiên các mối quan hệ đối với nước Nga. Tin từ Ecuador cho biết là nhiều trụ sở của đài truyền hình nhận được bom thư. Giới chức của Ecuador cho hay là ba trụ sở đài truyền hình ở nơi đây đã nhận bom thư, một quả bom trong số này đã phát nổ nhưng không gây thương vong. Tại thành phố cảng Guayaquil ở phía tây nam Ecuador, nhà báo Lenin Artedia đã làm việc tại đài truyền hình tư nhân Ecuavisa nhận được một phong bì chứa một uh, usb chiếc usb này đã phát nổ khi được cắm vào máy tính nhà báo atia đã bị thương nhẹ ở mặt và tay theo cảnh sát địa phương thì chiếc usb nói trên có thể đã được nạp rdx là một loại chất nổ quân sự các bom thư tương tự cũng đã được gửi tới văn phòng của đài truyền hình tc television ở thành phố này văn phòng công tố của ecuador thông báo là đã mở một cuộc điều tra về vụ việc nói trên với tội danh khủng bố tuy nhiên cơ quan này không nêu rõ lý do cụ thể là tại sao ba đài truyền hình nói trên đã bị nhắm mục tiêu hoặc là đối tượng nào đã đứng sau vụ tấn công này nằm giữa colombia và peru hai quốc gia bị tội phạm ma túy biến thành cơ sở sản xuất cocaine lớn nhất thế giới trong những năm gần đây thì Ecuador đã trở thành một trung tâm buôn bán ma túy trên toàn cầu. Guayaquil là một trong những thành phố bạo lực nhất ở Ecuador. Thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm tội phạm thường xuyên xảy ra tại nơi đây. Tổng thống Ecuador là Gulemo Lasso đã tuyên chiến với bọn tội phạm ma túy trong đó có cả những băng nhóm điều phối hoạt động buôn bán ma túy trong các nhà tù. Tỷ lệ các vụ giết người cũng gia tăng đột biến ở Ecuador. Nếu trong năm 2021 tỷ lệ này là 14 trên 100.000 người dân thì trong năm 2022 là 25 người trên 100.000 người dân Đài truyền hình RTS cũng là một mục tiêu tấn công bằng súng trong năm 2022. Hai năm trước một quả bom đã phát nổ tại trụ sở của đài truyền hình Telema Amazonas Xa qua Colombia, bản tin tiếp nối cho biết là một vụ xả súng bừa bãi tại bữa tiệc khiến cho 5 người bị thiệt mạng. Một vụ thảm sát đã xảy ra tại thành phố Barranquilla của Colombia đã khiến cho ít nhất là 5 người bị thiệt mạng, 14 người khác bị thương. Cho ngày 20 tháng 3, thì chỉ huy sở cảnh sát tại Barranquilla là đại tá Jorge Ukiho cho biết là các đối tượng đi xe máy đã xả súng bừa bãi vào những người tham dự bữa tiệc diễn ra vào tối ngày 19 đến tháng 3 tại khu phố Villanueva ở Barranquilla. Lực lượng chức năng đang điều tra để làm rõ vụ việc và đã treo thưởng lên tới 50 triệu peso cho người cung cấp thông tin về các đối tượng liên quan theo giới chức sở tại thì vụ xả súng nói trên có nhiều khả năng là thanh toán băng nhóm tội phạm đây là vụ thảm sát thứ tư từ đầu năm cho tới nay xảy ra trong khu vực đô thị với đặc điểm giống như nhau những kẻ sát nhân đến nơi tụ tập đông người và xả súng bừa bãi vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh hai băng nhóm tội phạm ma túy đó là los trazohost và Los Cotenos đang tranh giành địa bàn và đã gây ra một tình trạng bạo lực gia tăng trong thành phố trong những tháng gần đây. Liên Âu đề xuất gia hạn một năm biện pháp giảm nhu cầu sử dụng khí đốt. Thông tin xã AFP đưa tin trong ngày 21 tỷ tháng 3 cho biết là Ủy ban châu Âu đã đề xuất các quốc gia thành viên trong liên minh gia hạn thêm một năm về biện pháp khẩn cấp đang được áp dụng nhằm giảm nhu cầu sử dụng khí đốt giúp cho châu Âu vượt qua mùa đông. Hiện nay thì châu Âu đã vượt qua mùa đông nhưng Ủy ban châu Âu cho rằng các quốc gia trong khối nên gia hạn. Việc giảm 15% nhu cầu sử dụng khí đốt so với mức tiêu thụ trung bình trong giai đoạn 2017 đến 2022 từ tháng 4 năm nay cho đến tháng 3 năm 2024 theo kế hoạch thì biện pháp đang thực hiện sẽ hết hạn vào cuối tháng 3 này. Ủy ban châu Âu cho rằng việc tiếp tục giảm nhu cầu khí đốt là cần thiết nếu như các quốc gia muốn lấp đầy 90% kho dự trữ khí đốt, mục tiêu mà các quốc gia Liên Âu đã đồng thuận hồi tháng 11 năm ngoái để ngăn chặn về tình trạng thiếu hụt khí đốt vào mùa đông vừa qua, dự kiến các bộ trưởng năng lượng của Liên Âu sẽ thảo luận về mục tiêu này trong một cuộc họp sẽ diễn ra tại Brussels, nước Bỉ vào ngày 28 tháng 3 sắp tới đây. Trong thời gian từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, các quốc gia Liên Âu đã giảm được 19% lượng khí đốt tiêu thụ nhờ vào một mùa đông ấm áp bất thường vừa qua. Giá năng lượng tăng lên cũng hạn chế hoạt động sản xuất công nghiệp, trong khi Liên Âu và chính phủ các quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng giảm tiêu thụ năng lượng. Điều này đã giúp các kho dự trữ khí đốt của châu Âu cao hơn thường lệ cho dù là khắp Kết thúc mùa đông, chiến vọng cho nguồn cung năng lượng cho châu Âu cũng đã ổn định hơn sau khi châu lục này mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng để nhập cảng nhiên liệu từ các nguồn cung thay thế. Cho dù vậy thì châu Âu vẫn có nguy cơ đối mặt với những rủi ro như là thời tiết lạnh giá hoặc là nhu cầu khí đốt của Trung Quốc tăng lên cũng có thể làm giảm nguồn cung sẵn có.